Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Quyền. Các bạn thân mến, trong cái đời sống chăn gối vợ chồng thì cái chuyện yêu lúc nào nó cũng phải là cần phải đổi mới để mà giữ lửa cho hạnh phúc gia đình, đúng không các bạn? Vậy mình hỏi các bạn một câu nè, hỏi thật sự luôn nha, trả lời nha, thì các bạn phải tự trả lời cho cái bản thân của mình, đó là các bạn có đã khiến cho người phụ nữ của mình có cảm giác được thăng hoa hay là chưa? Có nghĩa là sung sướng tột cùng lên các bạn. Thì cô ấy có thể thích thú như thế nào nếu mà các bạn kích thích cô ấy về đích, thì hãy cùng VN khám phá về những cái thủ thuật mà VN sẽ hướng dẫn cho các bạn trong cái video ngày hôm nay để làm cho cô ấy khóc thét lên, nài nỉ van xin các bạn dừng lại. Nghe sợ quá. Đó là cảm giác rất là sung sướng nha các bạn. Không xem video của VN đó là phí một đời đó. Đó có thể nói là trong cái chuyện yêu của hai người thì cái khả năng ham muốn của ai cao hơn thì chúng ta không có nói được, đúng không? Nhưng mà có một điều chắc chắn rằng á, trong cái cuộc yêu thì cái người đàn ông có thể về đích một lần duy nhất. Trong khi đó thì người phụ nữ có thể đó là về đích nhiều lần. Vậy thì những cái thủ thuật gì đơn giản thôi các bạn, giống như là hôm nè, rồi cắn nè, rồi mút, rồi xoa bóp này kia, VN mới lơ lơ ngoài thôi, đúng cái vị trí đó thì có thể khiến cho cái người bạn đời của các bạn khóc thét lên vì sung sướng. Thấy cái mặt tôi không? Thỏa mãn khi chưa vào trận luôn nha các bạn. Tự nhiên tôi háo hức với cái video này ghê luôn á. Đó, thì các bạn phải áp dụng những cái thủ thuật này để mà khiến cho cô nàng ngất ngay, rên la vì sung sướng nha. Cái thủ thuật thứ nhất á, đó là cái thủ thuật hôn. Các bạn hãy dùng một cái nụ hôn nồng cháy để mà dẫn dắt nàng vào cái cuộc yêu và hôn len lỏi vào cái vùng cấm địa. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai cái thủ thuật hôn nha các bạn, đó là cái thủ thuật hôn bình thường thôi và một cái thủ thuật hôn mà mình gọi là ở vùng cấm địa. Cái nụ hôn á, chính là cái chất xúc tác rất là hoàn hảo cho cái khởi đầu tuyệt vời để mà hâm nóng cái không khí trước khi các bạn chính thức bước vào cái chuyện ấy ở trên giường. Một cái màn dạo đầu với một cái nụ hôn rất là nồng cháy thì sẽ giúp sản sinh ra dopamine ở trong não đó. Thì đây là một cái chất dẫn truyền thần kinh giúp cho cái tăng ham muốn chăn gối ở cả nam và nữ. Và cái cách để mà các bạn có thể có được một cái nụ hôn đầy đê mê, đầy tuyệt vời đó là các bạn nên sử dụng lưỡi. Đó, các bạn hãy sử dụng nó thật là chậm chậm, thật là nhẹ nhàng và lướt qua hoặc là dọc theo môi môi của nàng đó, hoặc là cắn nhẹ môi dưới để mà sao? Để mà nàng ta có một cái cuộc yêu thêm nồng nhiệt và đầy cảm xúc. Đối với tất cả phụ nữ, điều mà mong muốn cho mình có những cái nụ hôn thật là sâu, thật là mãnh liệt. Đôi khi họ lại mong muốn sao có một cái nụ hôn á, mơn trớn ở bên ngoài mọi ngóc ngách của cơ thể luôn nha, cái những nụ hôn trượt dài từ trên xuống dưới và dừng lại nhâm nhi những cái vị trí nhạy cảm của cô nàng như là sao, cổ gáy vai nè, đây nè đó, và đặc biệt đó là vùng cấm địa. Khi mà xông pha chiến trường đó, các bạn hãy làm như vậy với nàng để đảm bảo đó là cái chỗ bí hiểm nó sẽ khóc thét lên vì các bạn đó nha. Thứ hai đó là một cái thủ thuật chúng ta sẽ gọi là liếm. Đó, nếu các bạn chỉ dừng lại ở những cái nụ hôn nhẹ nhàng trên môi này kia thì nó chưa có đủ phê. Không kích thích được bao lâu hết thì các bạn nên sử dụng lưỡi làm một cái trợ thủ thật là đắc lực trong cái việc chinh phục cô nàng. Và chắc chắn rằng á, các nàng cũng phải là cong người lên về sung sướng nha các bạn, khi các bạn chỉ cần đó liếm nhẹ thôi vào cái vùng này nè, hay là dạo chơi xung quanh đó một chút thôi rồi di chuyển xuống phía dưới xuống bụng nè, và kết thúc đó là vùng ngoại biên ở vùng cấm địa. Mình nói đó nha, ngoại biên thôi nha, không phải là thật sự là bên trong hang đâu, ngoại biên đó. Đối với một người đàn ông nha, giỏi trong cái chuyện chăn gối thì chắc chắn các bạn phải biết tận dụng cái chiếc lưỡi của mình để mà khiến cho nàng say mê. Thứ ba đó là thủ thuật ngón tay thông minh. Đó, đây được xem là một cái thủ thuật rất là quan trọng luôn. Khi các bạn biết mà, khi mà ở trên giường đó thì bàn tay phải sử dụng rất là nhiều, rất là thoải mái đúng không? Thì đây được xem là một cái kỹ thuật cực kỳ quan trọng luôn, nên mà các bạn nên áp dụng. Trong đó thì các bạn nên sử dụng cái ngón tay giữa nè. Đó, thì thường thường á, mình hay nói là cái ngón tay mà hay chữ bậy đó, ngón tay này nè. Đó, các bạn dùng như thế nào? Đó, một ngón, hai ngón. Đó, để mà tiếp cận. Tôi chỉ hết rồi đó, mà không biết nữa thôi, đem đi chầu, đem đi chặt luôn. Đó, các bạn tiếp cận như thế nào?
cong cái ngón tay giữa lên vào ngón cái, thì ngón tay này các bạn á đặt vào sâu ở bên trong trong cái hang đó, thì các bạn lại ngửa cái bàn tay lên và đưa cái này ra ngoài. Trời, tôi không biết tôi giải thích vậy có hiểu không, mấy cha khổ ghê. Nhưng mà cái động tác này á, nó nhanh hay chậm là phụ thuộc vào cái đối phương nha. Đó, các bạn khi mà các bạn nhìn cái gương mặt của người ta, gương mặt người ta đê mê, thì các bạn làm cho hơi nhanh nhanh chút xíu. Khi các bạn làm khi cái gương mặt người ta hơi khó chịu thì các bạn làm chậm chậm chút xíu. Tất nhiên là cái điều này thì nó phải là phụ thuộc vào cái sở thích cá nhân của đối phương nha các bạn. Nên các bạn hãy chú ý về cái nhịp độ tay của mình. Và thứ tư á, đó là cái thủ thuật cắn nha. Ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng răng của mình á, với những cái vết cắn rất là nhẹ nhàng thôi. Thỉnh thoảng thì hãy day day ở một chút ở những cái vùng nhạy cảm của cơ thể của chị em nha các bạn, để mà có những cái cảm giác lạ, thích thú và sung sướng hơn. Để là nàng cảm thấy là bạn rất là hưng phấn, muốn được đó là ăn tươi nuốt sống thịt của cô ấy luôn nha. Và cô nàng sẽ rất là trở nên hấp dẫn. Thứ năm đó là xoa và mơn trớn. Đối với phụ nữ, cái làn da của họ rất là nhạy cảm, thì chính vì vậy họ dễ bị kích thích nếu mà các bạn cứ mà xoa bóp mơn trớn nghịch ngợm trên làn da của họ. Với những cái cách massage cơ thể là cái phương pháp rất là hữu ích kích thích nàng hưng phấn để mà chuẩn bị cho cái cuộc yêu. Hãy dùng tay xoa bóp mạnh vào vòng 3 cũng khiến nàng cảm thấy rất là đê mê. Và thứ sáu đó là thủ thuật cào cào cắn rồi xé, rồi cào cào không có xé nó bậy đó, hết mừng trớn thì chúng ta đến cào đó. Cái này cũng rất là thích sự vuốt ve từ cái vùng lưng xuống vòng 3 đó, nó làm cho mà người ta rùng mình và thích thú sảng khoái. Và thứ sáu đó là thủ thuật đánh nhẹ vào vòng 3. Đang yêu mà các bạn đánh nhẹ vào cái vòng mông thì sẽ khiến cho các nàng rất là đê mê. Về cái điều đó, các nàng nghĩ tới mình giống như những cái cô gái hoang dã ở trong phim cấp 3. Nhưng mà tuyệt đối nha các bạn, mình nói rồi, đánh nhẹ thôi, đánh mạnh tay nó quạo, nó chửi dáng chịu, tôi không chịu trách nhiệm á. Thứ bảy đó là thủ thuật kẹp 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 lưỡi và tay là chưa đủ đâu các bạn. Các bạn hãy lấy hai ngón tay nè, các bạn hãy kẹp nó lại, kẹp vô đó lại, và các bạn hãy dây 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 thử xem cảm giác khiến cho cái cô nàng phát điên phát cuồng luôn nha các bạn. Đó thì các bạn biết, đừng nói không biết nữa, tôi chỉ nữa chắc chết rồi đó. Các bạn có biết dây dây là như thế nào, các bạn biết đánh đi chay không, chà chà đó. Đó các bạn kẹp lại rồi các bạn chà chà thôi, giống như động tác đi chay thôi, chà qua đợi lại với ồn có mẹ gì đâu đúng không, thì nó sẽ khiến cho cái người phụ nữ rất là hưng phấn nha. Nếu mà các bạn biết sử dụng thành thạo 7 cái thủ thuật này thì chắc chắn một điều đó, cái người đàn bà của các bạn sẽ điên lên vì sung sướng nha, tôi nói thiệt đó. Đó, khi các bạn mà cảm giác có khô quá thì thôi thì khuyến mại thêm một chút dầu bôi trơn vô trong đó. Khi mà cái cuộc yêu của các bạn đã được một lúc á, nếu mà bị khô thì các bạn nên dùng một chút tinh dầu bôi trơn để mà giúp cho nàng tiếp tục trải nghiệm cái cảm giác thích thú của mình. Đó, các bạn hãy thoa dầu lên ngón tay, ở đâu ngón tay ở giữa đó, thì sao vuốt nhẹ lên, đưa ngón tay lên xuống cái chỗ đó thôi, hoặc là đưa sâu vào phía bên trong, trời ơi nó trơn tuồn tuột trơn lụi luôn nha các bạn. Trên thực tế thì khi yêu, cái việc đưa phụ nữ về đích đó là không hẳn là cái điều khó khăn các bạn, thậm chí đó là các bạn có thể dễ dàng giúp cho nàng thỏa mãn trong cái cuộc yêu nếu mà các bạn biết cách khiến cho tâm trí của phụ nữ điên đảo đó, cơ thể nàng được hưng phấn bằng những cái thủ thuật nãy quy anh chỉ đó. Thì tuy nhiên các bạn phải khuyến khích người bạn tình của mình nói ra những cái mong muốn, bởi đó chính là cái chỉ dẫn cực kỳ chính xác cho cái cuộc yêu của các bạn được thăng hoa hơn. Đó các bạn thân mến, cách làm cho phụ nữ về đích trong sự sung sướng là cái điều nam giới hằng mơ ước để mà làm thỏa mãn cái người tình của mình, và cũng để chứng minh cái kỹ năng yêu của mình. Thì một người đàn ông không thể làm cho phụ nữ sung sướng trong cái điều này thì thật là quá là tệ rồi đó. Rất may cái việc này thì các bạn có thể học hỏi và rút kết kinh nghiệm trong cái video của em ngày hôm nay đó. Chỉ cần các bạn chỉ biết nắm bắt thực hiện. Chúc các anh em thành công nha. Đó, video của em đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của em nha các bạn. Bye bye, hẹn gặp lại.